biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Bạn nam phải chịu em thái. Quay xe. Em biết nấu ăn. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Bạn nam phải chịu em thái. Quay xe. Em biết nấu ăn, nhưng mà bằng cái gì? Em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Bạn nam phải chịu em thái. Quay xe. Em biết nấu ăn, nhưng mà bằng cái gì? Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Bạn nam phải chịu em thái. Quay xe. Em biết nấu ăn, nhưng mà bằng cái gì? Em sẽ không bao giờ. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Bạn nam phải chịu em thái. Quay xe. Em biết nấu ăn, nhưng mà còn nghe đi. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Bạn nam phải chịu em thái. Quay xe. Em biết nấu ăn, nhưng mà bằng cái gì? Em sẽ không bao giờ. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Bạn nam phải chịu em thái. Quay xe. Em biết nấu ăn, nhưng mà bằng cái gì? Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Bạn nam phải chịu em thái. Quay xe. Em biết nấu ăn, nhưng mà bằng cái gì? Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Bạn nam phải chịu em thái. Quay xe. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Bạn nam phải chịu em thái. Quay xe. Nhưng mà bằng cái gì?